Còn cũng trong ngày hôm nay, ngày 14 tháng 5, tại Tòa Nhân dân của tỉnh Hòa Bình, thì đại diện Viện Kiểm sát đã xét hỏi bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn, Nguyễn Quang Vinh, tức là cựu trưởng phòng khảo thí, phó trưởng ban chấm thi của Sở Giáo dục và Đào tạo của tỉnh này, Nguyễn Khắc Tuấn, tức là cựu chuyên viên của phòng khảo thí, để mà làm rõ các cáo buộc sửa điểm thi. Đỗ Mạnh Tuấn, cựu hiệu phó của trường dân tộc nội trú của huyện Lạc Thủy và thừa nhận kế hoạch nhận tội thay, nhưng thấy phi lý nên đã khai toàn bộ sự thật. Đỗ Mạnh Tuấn cho biết đầu tháng 5 năm 2018, ông được Vinh nói cần nâng sửa điểm cho một số con em của cán bộ trong cơ quan và các mối quan hệ ngoại giao. Tuấn đồng ý sẽ trực tiếp sửa điểm, nhưng ông Vinh phải chuẩn bị các vấn đề khác như lấy khóa để mở cửa phòng chứa bài thi và niêm phong lại. Tuấn sau đó được bố trí ở phòng tầng 5 nhà công vụ Công an tỉnh Hòa Bình, ngay sát phòng chứa chấm bài thi. Khi vụ việc bị phát giác thì có đoàn kiểm tra về chấm phúc khảo. Tuấn được ông Vinh dặn nếu bị phát hiện thì hãy đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm. Nói là việc sửa chữa bài thi là do ý đồ chủ quan của mình và Vinh hứa sẽ đảm bảo cuộc sống của vợ và con bên ngoài. Cùng lúc thì Đỗ Mạnh Tuấn được ông Bùi Trọng Đắc, tức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo động viên nên đã viết bản tường trình nhận hết trách nhiệm về mình. Tuấn sau đó làm theo và bản tường trình của Mạnh Tuấn được đưa ông Đắc mang xuống báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau đó ông Tuấn qua bên công an nhận tội, nhưng khi bị thẩm vấn không nói được động cơ và người chủ mưu nên khai toàn bộ với công an điều tra. Trong khi đó, Nguyễn Quang Vinh, cựu trưởng phòng khảo thí, phó trưởng ban chấm thi của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình, khai không đưa chìa khóa cho Tuấn để mở cửa phòng thi và cũng không bàn bạc với bị cáo Khương Ngọc Chất, tức là cựu trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hòa Bình, về việc tạo kẽ hở cho các cán bộ giáo dục sửa điểm thi. Vinh có nhận mình chỉ thiếu trách nhiệm và hơi chủ quan khi mà đã quản lý không tốt đội ngũ giúp việc để Tuấn gây ra sai phạm, và nếu như quản lý tốt hơn thì sẽ không xảy ra sự việc này. Còn theo cáo trạng thì ông Vinh là chủ mưu trong vụ án khi đã chỉ đạo Mạnh Tuấn và Khắc Tuấn can thiệp nâng điểm. Cụ thể là 145 bài thi trắc nghiệm của 58 thí sinh được nâng từ 0,2 cho đến 9,25 điểm cho mỗi một môn. Và phiên tòa dự kiến kéo dài đến hết ngày 18 tháng 5.